có dòng sản phẩm lưới đánh cua biển 3 túi không? Xin thưa với toàn thể anh em là hôm nay lên một mẫu phiên bản lưới đánh cua biển cho anh em rất chia là nhiều luôn. Và trong thời gian bán hàng rất nhiều bác khách hỏi là em ơi có loại 3 túi và lưới tàu giá rẻ hơn 200 nghìn không? Nói chung là nhạc nào Quỳnh Phạm cũng nhảy được và giá nào em cũng có thể bán được cho anh em, loại nào em cũng có luôn, ok chưa? Và ngày hôm nay lên luôn một cái phiên bản dòng sản phẩm này, lưới mắt 8 phân, chiều cao của em này là cao 80 mắt. Và quy cách đóng gói bên này em đang là 4 dây 3 túi luôn cho em. Sợi lưới là chuẩn sợi 18 luôn. Lưới này anh em có thể đánh cua biển là 1 này, đánh rẽ run là 2 này, đánh cò là 3, lưới mắt 8 phân cao 80, 8864 cao 64 các bác. Đó, cao 6m4 và chiều cao của lưới là 6m4 và là quy cách đóng gói là 4 diềm 3 túi. Sợi lưới của nó là sợi 18 luôn cho em. Báo giá công khai luôn anh em, dễ thì mua luôn này các bác này. 250.000. 250.000 một tay 50m như này anh em lưu ý nhá. 250.000 anh em lấy hai tay trở lên. Các bác nghe rõ này, hai tay trở lên Quỳnh Phạm miễn ship vận chuyển 63 tỉnh thành luôn cho em nghe. Lưới này là 4 diềm 3 túi đây, em cho các bác xem luôn. Một tay, hai tay, ba tay và bốn tay. Bốn tay như này đồng nghĩa với việc 4 dây 3 túi luôn cho em. Lưới mắt 8 phân sợi 18, chiều cao của nó cao 80 mắt. 4 dây 3 túi sợi 18. Anh em chúng ta đánh cua biển là 1 này, chúng ta có thể đánh cò là 2 và đánh rẽ run là 3. Đầu tư một lần nhưng đánh được 4 loại luôn cho em, ok chưa? Đánh 3 loại xin lỗi. Đánh được 3 loại luôn cho em. Nếu các bác nào mà muốn đa năng hơn nữa chúng ta có thể chơi cả gì à? Chơi cả gì các bác nhỉ? Chơi cả sâm ở đây đều đánh được. Em nghĩ là như vậy. Gọi là tếu cho vui cho mọi người, nhưng em nghĩ là không đánh được sâm đâu. Tại vì làm sao ạ? Sợi 18 này đánh sâm các bác. Sợi 18 này đánh sâm nó rất là dễ đạp sách, cho nên là lưu ý mọi người chỉ đánh được 3 loại em vừa tư vấn thôi nha mọi người nha. Và lưới qua nhìn này, lưới mắt 8 phân này, qua nhìn đâu? Lưới mắt 8 phân sợi 18 các bác nha, đánh rẽ run luôn cho em, đánh cuốc biển luôn cho em vào loại lưới này luôn. Và anh em chúng ta có thể đánh cả cò luôn cho em. Và em xin thưa các bác, đây là lưới tàu loại 1 nha. Lưới này em cũng xin nói luôn là hàng này thì đánh gọi là đánh tạm thôi. Với cái giá 250.000 mà mua tay lưới sợi 18 như này về là đánh quá là ok rồi. Và Quỳnh Phạm nói luôn nha, em không bảo hành chạy mắt đâu, các bác hoàn hỉ nhá. Đó, tránh trường hợp chúng ta khi mà gọi điện đến lại bảo em ơi, cái hàng này bảo hành 100 mắt không số mắt nào không. Xin thưa mọi người chỉ có 200.000 Quỳnh Phạm không bảo hành được mọi người nhá. Tại vì sao? Cái hàng này của nó sợi 18 chuẩn, nhưng các bác gì ạ? Đánh các bác phải hoan hỉ luôn cho em, sợi lưới nó chỉ có thế và giá thành nó chỉ có hơn 200 thôi. Đúng ạ? Thì đương nhiên làm sao bảo hành chạy mắt được, đúng ạ? Đó, lưới này của nó em lên luôn cho anh em luôn này, 250, hai tay em miễn ship cho anh em, có nghĩa là chỉ có 500.000 mà được tận 100 mét lưới về tay em, thật các bác quá là rẻ luôn. Hàng này hàng tàu nhá các bác nhá. Hàng tàu nhưng tàu loại 1 luôn, tất cả hàng em xin nói luôn, nhà em toàn bộ phôi là phôi tuyển hết. Em không bán hàng rẻ hơn. Tại vì sao ạ? Có những cái loại nhập vào rất là rẻ, nó chỉ có 6-7 nghìn một thôi thôi, mà thành phẩm lưới ra, gia công ra thì đương nhiên bán chỉ xong 160-180 thôi, nhưng loại đấy là loại 2. Em nói luôn các bác, chạy phành phạch luôn, không bao giờ đánh được. Dù các bác mua được hàng rẻ bên nhà Quỳnh Phạm vẫn là ngon hơn so với dòng sản phẩm rẻ trên thị trường. Các bác cứ thử đi, các bác cứ đến với em và thử đi, chỉ có 500.000 100m lưới như thế này thôi. Mắt 8 phân đánh cò, đánh rẽ run, đánh cuốc biển và đấy đều ok. Đó, chiều cao là 6m4 và quy cách đóng gói 4 dây 3 túi tùng túi đảm bảo luôn cho anh em, chim tụt vào khoảng 3-40 phân thoải mái luôn nha. Em nói luôn, ngày nào em cũng lên video cho bác, sao lại phải nói dối các bác đúng không ạ? Đương nhiên là Quỳnh Phạm phải nói chuẩn. Đó, nói chuẩn để anh em chúng ta mua hàng cho chuẩn, tránh trường hợp tiền mất tật mang đúng không ạ? Ok chưa? Và ngoài cái dòng sản phẩm lưới mà em lên và báo giá ở đây thì bên em rất là nhiều loại lưới khác tại kênh bán hàng này, loa đài âm ly săn bẫy đầy đủ phù anh em. Các bác đang xem video đừng quên là chữ đăng ký kênh ở góc bên này trước khi tắt máy mọi người nhá. Đó, chia sẻ bài viết nếu cảm thấy video của em hay và hữu ích. Cảm ơn tất cả anh em. Chúc các bác chúng ta lên đơn hàng thành công. Xin chào tất cả mọi người. Hẹn các bác những buổi video lần sau.